Trong chuyến du lịch chỉ toàn các nhà máy, tôi đến thăm bảo tàng mì ăn liền. Bảo tàng mì cốc này được đặt ở Yokohama. Ở đây người ta có thể tự chế ra cốc mì của riêng mình, kết hợp từ hơn 5.000 loại hương vị khác nhau. Mời quý vị cùng thử với tôi. Cục bột này thật là trơn. Ôi, nhìn xem, đoạn mì dài không? Dù không phải ai cũng thích kiểu kỳ nghỉ như thế này, các chuyến du lịch thăm nhà máy đã thu hút sự chú ý của chính quyền trung ương. Họ nói rằng các nhà vận động còn đề xuất thay đổi luật để nhà máy cũng có thể được công nhận là di sản thế giới. Dù thế nào đi nữa, chuyến du lịch này cũng khác hẳn các chuyến đi thông thường và nó cho thấy một khía cạnh khác của văn hóa Nhật Bản.